Xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái dạng bài tập nho nhỏ và dễ dễ thôi. Đó là tìm giá trị tuyệt đối của một số. Thế thì trước đó, ở cái video trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về định nghĩa rồi. Giá trị tuyệt đối của một số là như thế nào? Là giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách từ điểm đó số 0 đến trục số. Giá trị tuyệt đối của một số là cái khoảng cách nhá. Là cái khoảng cách, tức là mình nháp vào đây. Bây giờ thầy có một cái trục số từ số 0 này, xong rồi đến phía này là phía nhiều này, thì đây là số 1, đây là số 2, đây là số 3, đây là âm 1, đây là âm 2, đây là âm 3. Thế thì trị tuyệt đối là cái khoảng cách nhá. Giá trị tuyệt đối, hãy đọc tắt là trị tuyệt đối, là cái khoảng cách. Ví dụ như là trị tuyệt đối của số 2 thì bằng mấy? 2. Trị tuyệt đối của số 2 thì là khoảng cách từ 0 cho tới số 2 thì nó là 2 đơn vị. Thì trị tuyệt đối là bằng 2. Thế trị tuyệt đối của số trừ 3 thì bằng mấy? 3. Thì bằng 3, bởi vì là từ cái số âm 3 này cho đến số 0 thì cái khoảng cách từ đây tới đây này nó là 3 đơn vị. Vậy thì trị tuyệt đối là bằng 3. Đúng chưa? Thế còn chính số 0 thì sao? Bằng 0. À, trị tuyệt đối của nó bằng 0. Tại vì số 0 nó nằm ở đây luôn rồi, khoảng cách là nó bằng 0, nó trùng nhau mà nhá. Thế thì chúng ta sẽ làm vài cái bài tìm giá trị tuyệt đối. Bây giờ ví dụ bọn con chép vào vở là trị tuyệt đối của số 1, trị tuyệt đối của số âm 3, trị tuyệt đối của số 7, trị tuyệt đối của số âm 10. Xong đây, bài khó hơn một chút. Trị tuyệt đối của âm 7 trừ trị tuyệt đối âm 3. Trị tuyệt đối của 7 cộng trị tuyệt đối của âm 10. Xong rồi. Trừ đi trị tuyệt đối của 3 trừ trị tuyệt đối của 7 trừ trị tuyệt đối của âm 3 trừ trị tuyệt đối của âm 4. Đó, bọn con chép vào vở xong bọn con làm thử xem. Đây, một câu nâng cao đây. Trị tuyệt đối của âm 7 trừ trị tuyệt đối của âm 3, xong lại trị tuyệt đối nữa. Đó, lồm cồm chưa? Bây giờ Hải Anh thử làm một xem nào. Đấy, đây, bút đây, cho con làm đi. Còn các bạn thì cũng chép đề vào vở và làm đi. Tạm dừng màn hình ở cái mấy giây trước để bọn con chép đề vào vở. Xong rồi làm xong so với Hải Anh nhá. Đấy, Hải Anh làm rất nhanh đấy, nhưng mà không biết có đúng không. Viết đẹp đẹp chút, nắn nót vào con ạ, cho nó quen đi, đỡ số xấu quá. Rồi, anh đã làm xong rồi nha. Thế thì đây, trị tuyệt đối của 1 thì ra chính nó là số dương. Trị tuyệt đối của số âm thì ra số đối của nó chính là số 3. Trị tuyệt đối của 7 thì chính 7. Trị tuyệt đối của âm 10 thì ra 10. Đúng hết 4 câu. Bây giờ sang đây, trị tuyệt đối của trừ 7 thì bạn tính ra là 7. Trị tuyệt đối của trừ 3 tính ra là 3, rồi lấy 7 trừ 3 ra kết quả là 4. Ok, 7 cộng 10 bằng 17. Đúng. Dấu trừ này để nguyên. Trị tuyệt đối của 3 thì ra số 3. Dấu trừ này bạn chép nguyên sang đây. Trừ đi 7 trừ 3 trừ 7 bằng trừ 10. Đúng. Trừ 3 trừ đi 4, tức là cái trị tuyệt đối này này bọn con tính ra là 3, xong chép dấu trừ này xuống. Cái trị tuyệt đối này là tính ra là 4, chép dấu trừ này xuống. Vậy là trừ 3 trừ 4 thì bằng trừ 7. Tốt. Thế đây, trong này thì cái trị tuyệt đối này bọn con phải tính trước là nó ra số 3. Vậy thì đây nó là trừ 7, xong rồi trừ đi, chép số 3 này xuống, xong trị tuyệt đối. Như vậy nó là trị tuyệt đối của trừ 10, và kết quả chính là bằng 10. Ok, như vậy là phần này Hải Anh làm tốt đấy nhá. Có gì không hiểu thì bọn con thắc mắc thì cứ viết xuống phần bình luận đấy.